Tình hình áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào Biển Đông và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 4. Theo ông Hưởng, vị trí của áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 Yagi, tức là cùng ở vị trí phía đông đảo Luzon, Philippines. Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3, mà áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng. Lượng ẩm với cơn bão khác đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế khi đi vào Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới này không mạnh ngay thành bão mà sẽ phải mất 1-2 ngày để hoàn thành cấu trúc và có thể phát triển thành bão. Ngoài chịu sự tương tác với cơn bão đang hoạt động ở ngoài Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới còn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới có biến động nhiều. Ông Hưởng cũng nhấn mạnh thêm, đến hiện tại tất cả các mô hình dự báo hiện tại của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất cường độ của cơn bão này sẽ không mạnh như bão Yagi. Ngoài ra, ông Hưởng thông tin thêm, khoảng sau ngày 19 tháng 9 còn có khả năng có khối không khí lạnh nhẹ đầu mùa từ phía Bắc di chuyển xuống. Từ khoảng ngày 21 đến 22 tháng 9 có khả năng có một đợt gió mùa Đông Bắc về miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ giảm. Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ xuống mức 28-29 độ C và nhiệt độ cảm nhận có thể cũng tương tự hoặc chỉ cao hơn một chút. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng có nhiệt độ xuống thấp hơn ở mức 25-26 độ C. Như vậy, cuối tháng 9 này, miền Bắc khả năng sẽ đón một đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay. Bão số 4 lại vào Việt Nam, Hà Nội tin mỗi chiều. Trước khi Hà Nội và cả nước vẫn còn đang khắc phục hậu quả của bão số 3 và hoàn lưu của bão, thì gần Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 ngày 17 tháng 9 vào Biển Đông mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Trên biển ngày 17 tháng 9, dự báo vùng áp thấp nhiệt đới sẽ vào và mạnh lên thành bão số 4. Chiều 17 tháng 9, áp thấp ở vùng